Kính mời quý vị và các bạn cùng nghe bài Cuộc nổi loạn ở quân y diện Nguyễn Huệ, Nha Trang năm 1970 Tác giả Bác sĩ B Cuộc nổi loạn của bác sĩ Hà Thúc Nhân ở quân y diện Nguyễn Huệ vào năm 1970 đã được báo chí thời bấy giờ đăng tải là Cuộc nổi loạn chống tham nhũng Bản tin của hãng UBI phổ biến trong hôm thứ Hai Ngày 30 tháng 8 năm 1970 cho biết là một bác sĩ quân y và 12 binh sĩ khác đã chiếm bệnh viện trong 6 ngày trước khi quân đội chiếm lại. Có 3 người thiệt mạng vì những vụ bắn xẻ từ trong bệnh viện ra, trong đó có một binh sĩ Hoa Kỳ. Chúng tôi có may mắn được đọc hồi ký của một bác sĩ đã từng làm việc trong quân y viện Nguyễn Huệ trong thời gian đó. Hồi ký này viết ra chỉ có mục đích phổ biến trong phạm vi gia đình. Nhưng vị bác sĩ này hiện nay đã về hưu và hoàn toàn không có tham vọng chính trị, đồng ý cho chúng tôi phổ biến lại một phần của tập hồi ký có liên quan đến vụ nổi loạn. Những gì của lịch sử, xin trả lại cho lịch sử. Xin chân thành cảm ơn bác sĩ B và xin mời quý độc giả theo dõi. Tôi thăng cấp y sĩ đại úy trong tháng đầu của khóa tu nghiệp nhãn khoa tại Tổng Y viện Cộng Hòa. Con gái Úc, H, sinh ngày 13 tháng 4 năm 1969, 3 tháng trước khi tôi mãn khóa. Tôi được thuyên chuyển ra quân y viện Nguyễn Huệ Nha Trang trong mùa hè năm này. Y sĩ Trung tá Phùng Quốc Anh, y sĩ trưởng quân y viện, bổ nhiệm tôi làm y sĩ trưởng phòng nhãn khoa, chung văn phòng và chung bệnh xá với khu tai mũi họng. Do một y sĩ trung úy làm trưởng phòng Trước đây mấy tháng hai khu này nhập chung thành khu tai mắt mũi họng do một mình y sĩ đại úy hà thúc Nhân làm trưởng phòng kiêm y sĩ điều trị trên nguyên tắc thì tôi tới để nhận chức trưởng phòng nhãn khoa nhưng trên thực tế thì là trình diện với y sĩ đại úy hà thúc Nhân. đây là một phức tạp vượt quá tầm chịu đựng của tôi vượt quá khả năng giải quyết của y sĩ trung tá y sĩ trưởng và cũng là một kỳ dị chưa từng xảy ra trong bất cứ quân y diện nào của thế giới tự do Tôi xin dành nhiều trang cho mục này. Trước tiên là sơ lược tiểu sử của bác sĩ Nhân. Y sĩ đại úy Hà Thúc Nhân. Anh Nhân kém tôi chừng 3 tuổi, nhập trường quân y cùng với tôi năm 1957 và ra trường năm 1964, trước tôi 2 năm. Anh có vẻ đẹp của một trường phu thời đại, cao chừng 1m72, nặng độ 125 bao, nước da đậm, mặt dài, mắt sáng, miệng cười có duyên bắp thịt nở nang rắn chắc đi đứng nghiêm trang luôn luôn nhìn thẳng về phía trước nhưng không bỏ sót những gì diễn ra hai bên đường tài năng rất thông minh nhớ dai học rộng hiểu nhiều anh là cựu sinh viên nội trú thông thạo nhiều khoa chuyên môn như giải phẫu tổng quát mắt tai mũi họng bệnh ngoài da và bệnh nội khoa anh chơi đàn guitar classic khá hay đánh cờ tướng rất giỏi võ giỏ nghệ cao cường gồm các môn judo võ tàu, võ bình định. Tính tình, rất đa nghi. Khi đã nghi ngờ ai, thì người đó rất khó biện bạch. Tự kiêu cực độ. Anh tự coi mình giỏi hơn bất cứ ai, về bất cứ phương diện gì. Hiếu thắng cực kỳ. Nếu thua ai điều gì, thì người ấy sẽ bị hạ nhục, sẽ bị đánh, và có thể bị giết. Anh không trực tiếp nhận tiền hối lộ của ai, nhưng lại coi những việc như làm hồ sơ giả mạo cho em ruột quản dịch, giúp đỡ bất hợp pháp cho đàn em để chúng hầu hạ mình là những việc quan minh chính đại anh nghĩ rằng anh được quyền làm những việc phi pháp ấy vì chúng không trực tiếp dính dáng đến tiền hối lộ cái tính tình kỳ quái ấy là mầm mống gây tai họa cho anh và cho những người làm việc chung với anh anh là một người có bệnh tâm trí mà tới nay chưa ai định bệnh rõ ràng ngoài triệu chứng paranoi có hàng trăm chuyện ly kỳ về anh nhưng tôi chỉ kể một vài chuyện điển hình mà rất nhiều người trong giới y khoa đã biết tôi sẽ tả thực chất của những việc này tuy không nhớ rõ thời điểm đã xảy ra một thủ đoạn lòe thiên hạ kỹ thuật này của nhân rất cao anh khoe rằng anh là cháu của ông hà thúc ký một chính trị gia có nhiều uy tín và thế lực đương thời không ai biết là thật hay giả có một lần anh tình cờ chữa được bệnh thương hàn cho bà quản gia của trung tướng nguyễn văn vĩ đương kim bộ trưởng quốc phòng. Ông bà Vĩ mời anh về nhà dùng cơm gia đình rồi chụp chung một tấm hình kỷ niệm. Anh đem hình ấy ra khoe rằng anh là em kết nghĩa của tướng Vĩ. 2. Thầy bất nhân, trò bất nghĩa Giám sát luận án của anh là giáo sư Nguyễn Văn U, trưởng khu ngoài gia bình dân bệnh viện. Ông thầy này ưa nịnh và thích nhận quà giặt của sinh viên để sửa luận án cho họ. Nhân không ưa điếu đóm nên bản thảo luận án của anh đã nộp cho thầy từ cuối năm thứ năm y khoa mà hai năm sau khi anh ra trường vẫn chưa được sửa. Một hôm, anh từ Nha Trang về Sài Gòn tới tận phòng mạch tư của thầy chất vấn. Xin thầy cho một cái hẹn nhất định, một, hai hay ba năm nữa cũng được, miễn là em khỏi phải đi lại mất công. Thầy u giận quá mắng rằng, anh ra lệnh cho tôi phải không? Nhân dằn từng tiếng, Thầy bất nhân thì đừng trách học trò bất nghĩa. Rồi anh tặng thầy một cái bợp tai nảy lửa. Thầy U thư lên khoa trưởng. Khoa trưởng chuyển lên cục trưởng quân y. Sự việc rồi cũng chìm xuồng. Và nhân không bao giờ có luận án bác sĩ. 3. Cái bợp tai dàn mặt. Có lần, nhân được nhập viện trong khu nội khoa của Tổng Y viện Cộng Hòa. Buổi tối, anh mặc quân phục, đeo lon đại úy, mang dép nhật, bỏ áo ngoài quần, đi rong chơi trong giường. Anh thượng sĩ thường dụ của y sĩ đại tá chỉ huy trưởng tổng y viện đi tuần bắt gặp. Nhưng không quen biết anh. Nhìn anh từ đầu xuống chân rồi khiển trách. Đại úy cao bồi quá, yêu cầu đại úy về phòng nghỉ để tôi khỏi phải áp dụng quân kỷ. Sáng hôm sau, nhân mặt quân phục chỉnh tề, sách cổ viên thượng sĩ thường dụ tới trước mặt y sĩ đại tá. Kể qua sự việc đêm qua rồi nói Anh không biết dạy thuộc cấp để nó hỗn với tôi Tôi tác nó cú này để dằn mặt anh Rồi anh tác thật mạnh Khiến thượng sĩ ngã dúi vào lòng y sĩ đại tá Bốn So trưởng lực Một lần Nhân cùng vài đàn em tới uống cà phê Tại một quán cốc ở bãi trước của biển Nha Trang Và thấy một võ sĩ Tàu gốc chợ lớn Đang biểu diễn võ nghệ ở đó Nhân ngứa mắt mỉm cười Tới bắt tay hắn Nhưng kỳ thực là bóp mạnh bàn tay hắn cho bỏ ghét Ngờ đâu, tên này võ nghệ quá cao cường, gồng mình bóp lại. Đôi bên đứng tấn chừng 5 phút, thì nhân yếu thế, toát mồ hôi hột. Hắn cúi đầu chào theo kiểu võ sĩ đạo, rồi tiếp tục ngồi uống bia, mặc tỉnh bơ. Nhân đứng dậy về quân y diện mặc quân phục, đeo súng con ra tìm, thì hắn đã chuồn về Sài Gòn rồi. Làm nhân mất mặt kiểu ấy, tức là đeo án tử hình trên người, mai mà không có án mạng xảy ra. 5 bắt gọn quân thù. Việc này xảy ra 6 tháng trước khi tôi được thuyên chuyển ra Nha Trang. Anh tiểu đội trưởng dân dạy của xã Nha Trang Tây, vốn có hiềm khích với bác sĩ Nhân, tìm cơ hội mói giái ngựa. Một hôm, chị của Nhân từ Phan Rang ra, ngủ đêm tại nhà một người bạn trong xã mà không trình báo với ban an ninh xã. Anh này mượn cớ xét sổ gia đình, định bắt bà chị về trụ sở lúc nửa đêm để làm Nhân mất mặt. Nhân được đàn em mật báo liền tới phục kích. Khi tiểu đội dân dậy vừa bước qua rào vào sân sau, thì nhân uy hiếp bằng một tràng súng M16 bắn chỉ thiên trên đầu, rồi trói toàn bộ tiểu đội bỏ lên xe hồng thập tự, mang về nhốt tại phòng ngủ của những y sĩ độc thân trong quân y viện. Sáng hôm sau, đại tá tỉnh trưởng tới can thiệp, thì bị nhân mắng rằng, thượng bất chính thì hạ tác loạn, các ông không nghiêm chỉnh để cấp dưới nhũng nhiễu dân Tội nghiệp y sĩ trưởng Phải dàn xếp mãi mới êm Sau vụ này Danh tiếng của Nhân tại Nha Trang Nổi lên như cồn 6. Moa hút đích Những chuyện trước tôi chỉ nghe kể lại Chuyện này xảy ra vào mùa hè Năm 1970 Thì có gia đình tôi chứng kiến Nhân thường tổ chức những buổi tắm biển Ngoài đảo rất thú vị Dùng thuyền mái của dân chài xóm bóng Chở dài y sĩ, dược sĩ Và đàn em ra bãi cát của những đảo ngoài khơi Nha Trang ngày thứ bảy từ sáng tới tối mới về trên thuyền có ba hoặc bốn người thuyền chài đánh cá và làm món ăn những người khác thì tắm trên bãi hoặc theo thuyền đi bắt cá dân chài xóm bóng chịu ơn nhân rất nhiều làm hồ sơ giả cho họ miễn dịch hôm đó gia đình tôi đi theo đoàn ra đảo Hòn Yến bốn giờ chiều nhân lái xe jeep chở gia đình tôi từ xóm bóng về nhà tới trước cửa tháp bà thì gặp một xe sim ca màu trắng mang số dân sự đậu chổng đích ra giữa đường có thể lái dòng sang bên trái để tránh nhưng nhân không làm vậy anh bóp còi tài xế xe sim ca mặc thường phục đang định ve xe vào lề đường nhưng bà chủ xe lúc đó đang mua bưởi ở lề đường vẫy tay bảo hắn mặc kệ nó. nhân nói với tôi mình gặp một bà lớn ở sài gòn ra nghỉ mát đây để mà hút đích Tôi chưa kịp phản ứng Thì anh đã rồ mái xe díp Hút mạnh vào xe Simca Làm móc đuôi xe Bà chủ xe chạy tới trước mặt anh Và mắng rằng Mày có biết xe này của ai không Nhân nắm hai tay Mắt nảy lửa Đi từng bước tới gần bà Tôi dội dã đứng chặn trước mặt anh năn nỉ Xin anh bớt giận Đừng để gia đình tôi liên lụy Anh tài xế đẩy nhẹ bà chủ vào xe Simca Rồi lái đi 10 giờ sáng thứ hai nhân được y sĩ trưởng mời lên văn phòng nói chuyện lúc trở về khu nhãn khoa anh Tư cười nói với tôi rằng cái xe sim ca chiều hôm thứ bảy là xe của chuẩn tướng phạm văn phú tư lệnh lực lượng đặc biệt tướng phú vừa gọi điện tới xin lỗi nói rằng vợ ông không biết moa muốn xử quê ông còn mời moa chiều nay tới nhà ăn cơm tôi khuyên anh nên thận trọng thì anh đáp lại quan dân trường đơn đao phó hội mà sợ gì Tối hôm đó, Nhân ăn cơm tại nhà tướng Phú và trở về Bình An. Trên đây là sơ lược một vài chuyện để biết qua về con người của bác sĩ Hà Thúc Nhân. Trước khi tôi nói về cuộc nổi loạn của thương bệnh binh quân y diện Nguyễn Huệ, do anh khởi xướng và cầm đầu. Cuộc nổi loạn của thương bệnh binh Nguyễn Huệ Nha Trang Tôi sẽ kể rất chân thật, ngoại trừ ngày tháng của biến cố, thì tôi không nhớ rõ vì sự việc đã xảy ra hơn 40 năm rồi Những ai chưa tin Thì nên tham khảo với hàng chục y sĩ Y tá Làm việc trong quân y viện Nguyễn Huệ Trong thời gian đó Nhiều người trong nhóm này Hiện vẫn còn sống tại hải ngoại Không nên tham khảo qua báo chí Quốc nội và ngoại quốc Họ chỉ nghe lóm từ bên ngoài quân y viện Hoặc phỏng vấn trúng những thương bệnh binh Hùa theo bác sĩ Nhân làm loạn Tôi không được biết một tờ báo quốc nội hay ngoại quốc nào lấy tin tức do phỏng vấn những y sĩ và y tá am hiểu sự việc trong quân y viện Nguyễn Huệ những luật sư bào chữa cho những nghi can và những thẩm phán quân sự là những người biết rõ nhất nhưng họ vì tôn trọng nghề nghiệp không muốn tiết lộ hồ sơ tư pháp ra công chúng sau năm 1975 việc cộng bảo quản hồ sơ của vụ này nhưng không biết họ còn giữ được bao nhiêu vì họ cũng đang lợi dụng vụ dụ Hà Thúc Nhân để che lấp bớt cái nạn tham nhũng nhất thế giới của họ. Nguyên nhân. Bác sĩ Nhân, dùng thiếu tá Đặng Mai, quản lý quân y viện Nguyễn Huệ làm cái ngồi cho cuộc nổi loạn này. Mùa xuân năm 1970, cục quân y thuyên chuyển bác sĩ Nhân lên một đơn vị không quân trên Pleiku và cử một y sĩ trung úy làm trưởng phòng tai mũi họng và tôi làm trưởng phòng nhãn khoa như đã nói ở trên. Nhưng không biết chắc chắn ai là chủ mưu trong việc thuyên chuyển anh lên Pleiku. Chỉ nghi thiếu tá Mai đã báo cáo lén về cục và bắt đầu ghét ông Mai từ đó. Anh xé sự vụ lệnh và ép y sĩ thiếu tá trưởng phòng nội khoa phải nhập viện anh vào trại này như một bệnh binh. Hồ sơ bệnh lý của anh do anh viết, định bệnh và điều trị do anh bịa ra, y sĩ điều trị cho anh chỉ được ký vào hồ sơ mỗi ngày. Y sĩ trưởng quân y diện và cục quân y biết điều này nhưng không có cách giải quyết dứt khoát. Trên giấy tờ thì Nhân là bệnh binh của trại nội khoa nhưng trên thực tế thì anh hành sự như một bác sĩ cố vấn cho phòng tai mắt mũi họng. Anh tới lui trại này mỗi ngày kiểm soát công việc của tôi và của y sĩ tai mũi họng. Khi rảnh rỗi thì sách xe jeep của y sĩ thiếu tá chỉ huy phó đi dạo phố với mấy đàn em. Thỉnh thoảng anh nhập viện một người quen, chữa trị và mẫu cho họ, rồi cho họ xuất viện, nghỉ 29 ngày tái khám, dân dân. Tôi và bác sĩ tai mũi họng phải ký vào tất cả những giấy tờ bất hợp pháp ấy. Em trai Úc của Nhân là Hà Thúc Mùi, thường dân. Hồi còn nhỏ, bị gãy xương cánh tay, nhưng đã hoàn toàn bình phục. Nhân ép y sĩ giám định ngoại khoa và y sĩ thiếu tá Trần Ca Đê, chủ tịch hội đồng miễn dịch, phải cho hắn miễn dịch vĩnh viễn. Nhưng hai người này không dám làm liều Chỉ cho nghỉ 29 ngày tái khám Nhân Một mặt đe dọa tính mạng của hai bác sĩ này Một mặt Chuẩn bị làm hồ sơ nhãn khoa giả mạo cho mùi Một người em ruột nữa của Nhân Tôi không nhớ tên Hình như tên là Hà Thúc Phương Là Trung úy Bảo An Đoàn Cũng được Nhân nhập viện Mổ glaucoma giả tạo Bằng cách đục một lỗ nhỏ trên trồng đen Rồi làm hồ sơ đưa ra hội đồng y khoa Để phân loại ba Tôi bị ép buộc ký vào hồ sơ bất hợp pháp đó và đưa ra hội đồng y khoa, vì tôi là giám định viên nhãn khoa chính thức. Chưa kịp đưa ra hội đồng thì cuộc phản loạn xảy ra. Tôi báo cáo lên y sĩ trưởng tất cả những hồ sơ giả mạo cho em ruột và cho những người quen của nhân thì ông nói rằng tạm thời như vậy, chờ giải quyết sau. Tình trạng tạm thời này kéo dài cả năm. Tôi hỏi cục có biết việc này không thì được trả lời rằng đã biết và đang tìm cách giải quyết ổn thỏa. Chúng tôi tuyệt đối không biết tới lúc nào mới được giải quyết ổn thỏa. Dài y sĩ đã lãnh bợp tay. Riêng tôi, vì tính tình thẳng thắn, bộc trực, vì gia đình đông con, vì chưa dám làm điều gì ngược với ý của nhân và vì đã chịu bất khả kháng, hứa giúp nhân đưa người em ra hội đồng y khoa nên rất được nhân trọng nể. Ai được nhân trọng nể cũng phải nhớ kỹ rằng bất cứ lúc nào làm việc gì bất lợi cho anh cũng sẽ ăn đòn. Đầu năm 1970, tất cả những đại úy có 6 năm thâm niên quân vụ trong quân y diện đều được dinh thăng thiếu tá trừ nhân. Anh về phòng 1, bộ tổng tham mưu điều tra, theo lời anh kể, thì biết rằng vì một lời phê không thỏa đáng của thiếu tá quản lý Đặng Mai mà anh không được thăng cấp. Thiếu tá Mai chính thức bị coi là kẻ thù của anh từ thời điểm này. Bác sĩ Nhơn bắt đầu phát động cuộc bài trừ tham nhũng trong quân y viện Nguyễn Huệ bằng cách loan tin thiếu tá Mai ăn bớt tiền ẩm thực của thương bệnh binh nhưng thực ra chỉ vì tư thù cá nhân. Việc ẩm thực của thương bệnh binh đã được giao cho một nhà thầu. Thiếu tá Mai, gia đình sống trong khuôn viên của quân y viện chỉ lấy cơm thừa canh cặn của thương bệnh binh để nuôi chừng 10 con heo lớn nhỏ tại căn nhà ở góc trái phía tây của bệnh viện. Đàn em của Nhơn bắt đầu đi rỉ tai trong các trại bệnh, những thương bệnh binh nhẹ sắp được xuất viện về đơn vị tác chiến thì hưởng ứng nhiệt liệt, một số khác theo đóm ăn tàn. Hàng trăm người còn lại thì ngồi chờ coi màn chót của dở tuồng diễn tiến của cuộc nổi loạn. Tôi sẽ tả rất chính xác thực chất của cuộc nổi loạn. Ngày giờ của từng sự việc nhỏ thì tôi không nhớ rõ vì sự việc đã xảy ra 40 năm rồi. Chừng 10 ngày trước ngày nổi loạn Nhân dẫn vài đàn em tới nhà của thiếu tá Mai Bắn chết vài con heo Rồi khiên về trại nội thương Làm thịt kha quân Anh nói với tôi rằng Từ ngày mai Mỗi ngày moi chỉ bắn một con Để rì ơ hắn Tối hôm đó Thiếu tá Mai bí mật đến nhờ tôi Đi theo bác sĩ Nhân Mỗi khi anh bắn heo Để che chở cho vợ con ông Khỏi bị lạc đạn Tôi nhận lời ông Và đi theo Nhân ba lần bắn heo kế tiếp Sau này tôi mới biết báo chí Sài Gòn đăng tin tôi như một quân sư đi theo nhân bắn heo của tham nhũng. Dài tờ báo khác đăng trái ngược rằng tôi là một tham nhũng trà trộn vào hàng ngũ cách mạng. Không một tờ báo nào thông tin khách quan cho độc giả. Đêm thứ sáu trước ngày nổi loạn, nhân cho đòi thiếu tá Mai lên phòng y sĩ trực nói chuyện. Thiếu tá Mai nhắn tôi có mặt để che chở cho ông. Nhân và tôi ngồi đối diện trước một cái bàn có hai ly cà phê đen do nhân pha sẵn. Ông Mai vừa vào Thì nhân dàn khẩu súng con xuống bàn Và ra lệnh cho ông quỳ xuống Ông răm rắp tuân theo Trong ông già cả, đạo mạo, đeo lon thiếu tá Mà quỳ trước hai đại úy Tôi hết sức mũi lòng Nhưng không dám bộc lộ sự xúc động của mình Nhân nhấc mũ của ông lên Bóc ba lon thiếu tá trên mũ Và trên cổ áo ra Ghè bẹp bằng bán súng lục Và chửi ông rất thô tục Khi nhân chửi mỏi mòm Thì tôi xin cho ông về Vài ngày sau nhân tới văn phòng thiếu tá Mai. Thiếu tá Hiển, trưởng ban tâm lý chiến của quân y diện và là bạn thân của ông Mai tới ngăn cản. Hai người đấu võ tàu với nhau, võ nghệ của Hiển thua nhân một bực. Nhưng vì đêm trước nhân uống thuốc ngủ quá đô, nhân tự kê toa thuốc tâm trí cho mình, Thorazine và Valium. Liều thuốc không cố định, nặng nhẹ bất thường tùy theo độ mất ngủ, nên bị Hiển đá ngã. Cú đá này là bản án tử hình mà Hiển không ngờ. Còn một vở tù nữa, tuy không liên quan tới việc nổi loạn, nhưng màn chót xảy ra dăm ngày trước lúc nổi loạn và phản ánh chân tướng của Nhân, nên tôi thấy rất cần trình bày ở đây. Nhân yêu cô dược sĩ hôn thê ở Sài Gòn bằng một mối tình vừa lãng mạn vừa tha thiết. Cô này rất lười uống thuốc. Mỗi lần cô bệnh thì anh kê hai toa thuốc giống hệt nhau. Cứ em uống một viên thì anh một viên. Làm sao cô từ chối nổi? Hồi xưa anh đã từng bị bệnh gian mai và đã chữa khỏi, nhưng anh vẫn sợ rằng con của anh sinh ra sau này có thể bị bệnh tim bẩm sinh. Anh không ngại cho đứa con xấu số, bằng ngại cho người yêu phải sinh con xấu số. Anh phải thí nghiệm. Trước đây 10 tháng, anh dụ một cô gái 19 tuổi vào ngủ tại phòng y sĩ trực một tuần, căng đúng tuần rụng trứng của cô. Anh sẽ dùng đứa con quan này để trắc nghiệm. Nếu nó bình thường, thì anh mới yên trí để cô hôn thê lý tưởng của anh sinh con sau này bố cô gái đã mang bầu ép anh cưới nhưng anh một mực từ chối ông bèn đưa con gái vào sài gòn sanh ở một nơi bí mật và tiếp tục dùng đứa hài nhi làm áp lực buộc anh phải cưới con gái mình anh sai đàn em về sài gòn bắt đứa hài nhi về cho anh thí nghiệm nhưng vô hiệu quả anh càng điên thêm đêm xảy ra án mạng tôi là y sĩ trực trong đêm này Tôi không biết có phải Nhân chọn đêm này để dùng tôi như một nhân chứng hay không. Cũng không biết Nhân dùng xe jeep chở hai đàn em tới nhà thiếu tá Hiển, giả giờ giảng quà và mời Hiển đi ăn tối. Vợ của Hiển nghi ngại, nhưng chồng quyết tâm đi theo. Được giảng quà với bác sĩ Nhân thì còn gì quý cho bằng. Lúc 12 giờ đêm, Nhân đánh thức tôi dậy. Hai ly cà phê đen nóng hổi để trên bàn. Nhân nói giọng dạc và đanh thép với tôi. Moa vừa bắn chết thằng Hiển trên bãi biển Tội nó đáng chết Tôi lạnh cả người Không nói được câu nào Sau đó anh bắt đầu ra quấn thị cho tôi Sáng mai Quân cảnh tư pháp sẽ tới lấy khẩu cung Nhờ anh khai rằng Anh tuyệt đối không thấy tôi Rời khỏi bệnh viện trong đêm này Chữ nhờ của nhân có nghĩa là Nếu không dâng lời Thì sẽ sơi kẹo đồng Chỉ trong vòng 10 giây Mà tôi sáng tác được một câu trả lời Vừa làm nhân hài lòng vừa cho tôi thêm thì giờ nghĩ kế thoát thân. Tôi sẽ cố gắng. Đêm ấy, tôi thức trắng đêm và nghĩ được một câu vừa thoát được tội khai gian, vừa khỏi phải sơi kẹo đồng của nhân. Câu đó là Đêm qua tôi rất bận, phải xuống các trại bệnh nhiều lần. Mỗi lần tôi trở về phòng y sĩ trực thì lại thấy bác sĩ nhân. Sáng hôm sau, tử khí bao trùm quân y diện. Chừng 9 giờ sáng thì quân cảnh tư pháp tới hỏi cung tôi đem câu tủ ra xài. Tôi khai khá lớn, để một đàn em của Nhân rình ở ngoài phòng có thể nghe được. Quả nhiên, khi xong việc, Nhân không cần hỏi lại tôi đã khai những gì, chỉ gật đầu nói, tạm được. Sau này tôi mới nhận ra rằng câu tủ đó chưa bơ phép. Đáng lẽ, phải khai y hệt lời Nhân dạy để bảo vệ tính mạng mình trước đã, rồi sao phản cung mấy hồi. Lời khai trước họng súng có giá trị gì đâu. Trong lúc tôi khai với quân cảnh tư pháp Thì vợ tôi tới tìm tôi về Nói dối rằng con ốm Nhân không cho gặp tôi Và bảo nàng về đem con tới cho anh chữa Tối hôm đó Nhân không cho tôi về Và còn dọa rằng Đã dặn chị đóng cửa cẩn thận Phòng ngừa kẻ gian ném lựu đạn vào nhà Sáng hôm sau Ngày thứ nhì sau khi hiển chết Không có y sĩ nào hiện diện Ngoài Nhân và tôi Bác sĩ Nguyễn Tê Tê Trực đêm trước đã về nhà chỉ y tá trực đêm trước mới có mặt trong ngày này, cửa kho súng đã bị phá, súng được phát hết cho thương bệnh binh, có súng cabin, M16, Trung Liên, Đại Liên, súng cối 60 ly, cổng chính đã đóng lại, có dăm bệnh binh canh gác. Tại bốn bức tường có bệnh binh bắt ghế đứng canh. Bên ngoài có xe tăng đậu và lính đội mũ sắt bao dây tứ phía. Tới xế trưa thì tôi gặp một trường hợp điển hình của bệnh ruột dư tôi mừng quýnh, xin nhân cho tôi dùng xe hồng thập tự, chuyển bệnh sang bệnh viện dân sự Nha Trang. Xe vừa qua khỏi quân y viện một lốc, thì bị bao dây bởi một xe thiết giáp chặn đường và nhiều lính chĩa súng vào tôi. Họ khám người tôi, rồi mời tôi lên xe jeep lái về phòng hành quân của tiểu khu Khánh Hòa. Trong phòng, có 5 người ngồi chờ sẵn, chuẩn tướng Võ Văn Cảnh, tư lệnh sư đoàn 23, thiếu tướng đoàn Văn Quảng, tổng trấn quân trấn Nha Trang đại tá lý bá phẩm tỉnh trưởng khánh hòa một thiếu tá và một đại úy tôi không nhớ tên tôi được mời ngồi ghế uống nước trà và hút thuốc lá tướng quản hỏi tôi về tình hình trong quân y diện tôi báo cáo mọi chi tiết về an ninh và bệnh trạng của thương bệnh binh tướng quản nói với tôi bằng một giọng ôn tồn nghiêm trang và thành thực giờ này không có bác sĩ nào dám vào bệnh viện chúng tôi nhờ bác sĩ trở lại đó để lo sức khỏe cho thương bệnh binh. Nếu có một bệnh nhân nào thiệt mạng vì thiếu điều trị, thì hậu quả sẽ không thể lường trước được. Chữ nhờ của tướng quản giống chữ nhờ của nhân ở chỗ. Chúng đều là lệnh, nhưng khác ở chỗ. Lệnh của tướng quản là lệnh quân kỷ. Nếu trái lệnh thì phải phạt quân kỷ. Còn lệnh của nhân là lệnh giang hồ. Nếu trái lệnh thì lãnh kẹo đồng. Tôi quan hỷ dân lời, sự can đảm, lòng tự ái và lương tâm nghề nghiệp của tôi cao hơn tính mạng của tôi trong lúc này. Tướng cảnh mời tôi thêm một điếu thuốc nữa, đại tá phẩm đưa chân tôi ra tận xe jeep. Xe ngừng cách quân y viện một lốc, chỗ khuất dạng bệnh viện. Khi tôi tới cổng thì một bệnh binh reo lên, "Bác sĩ B đã về." Nhân hỏi tôi chuyện gì xảy ra, tôi trả lời thành thực mọi chi tiết. Giờ này thì một lỗi lầm nhỏ cũng có thể thiệt mạng. Nếu tiền hậu bất nhất thì sẽ bị nghi ngờ nên tôi chỉ nói toàn sự thật nhân gật đầu bảo tôi anh coi phần chuyên môn việc phòng thủ đã có tôi họ dụ tôi đầu hàng nhưng tôi chỉ tin cậy của tướng vĩ tôi chỉ đầu hàng với tướng vĩ đêm này tôi cũng không ngủ chiều hôm sau ngày thứ hai của cuộc nổi loạn tôi lại gặp một bệnh có triệu chứng đau ruột dư nhưng không rõ ràng tôi kiếm cớ để thoát ra ngoài vì tình thế đã quá nguy hiểm có thể chết vì đạn bên ngoài cũng có thể bị nhân nghi ngờ thanh toán rất may nhân lại cho tôi ra có lẽ anh tưởng tôi lại trở vào như lần trước một xe jeep đón tôi về tiểu khu để xe hồng thập tự đi thẳng tới bệnh viện dân sự dẫn năm người cũ nhưng lần này không ai hỏi tôi điều gì tướng quản cảm ơn tôi rồi nói với đại tá tỉnh trưởng anh phẩm đưa bác sĩ b về nghỉ đêm nay chưa an toàn để ổng về với gia đình Đại tá phẩm đưa tôi về tư thất của ông ngay trong tòa tỉnh. Ông bảo tôi cứ yên tâm, ông sẽ cho người báo cho vợ tôi biết hết sự việc. Vợ ông sai người sửa soạn cho tôi tắm. Tắm xong, tôi được ăn một bữa cơm ngon nhất trong nhiều ngày. Có cá nướng, rượu vang và chim bồ câu hầm bát bửu. Có lẽ là thức ăn mà bà đã nấu để đãi hai ông tướng và còn dư. Tôi ăn ngon lành rồi uống 10mg Valium mà tôi đã lấy trong tủ thuốc trực. Suốt cả đời, tôi chỉ uống chừng 15 viên Valium. Viên này là viên thứ nhì. Tôi ngủ một giấc sâu như chết. Tỉnh dậy, ăn một bữa cơm thịnh soạn nữa. Rồi bà Phẩm gọi xe jeep đưa tôi về nhà. Lúc trời đã nhá nhem tối, buổi tối của ngày hôm sau. Tôi ngủ một giấc ngon lành nữa tại nhà. Không biết việc gì đã tiếp tục xảy ra trong quân y viện Nguyễn Huệ. Buổi sáng, tôi tới quân y viện thì quan tài của nhân đang hoàng ở văn phòng y sĩ trưởng có hai người em trai và chị của anh túc trực ở đó có tám y sĩ di quan cho anh kể cả tôi tôi gần như không làm việc chuyên môn trong những ngày sau biến cố này toàn là cung khai cung khai và cung khai tôi đã khai tổng cộng một ngàn trang đánh máy cho gần một chục cơ quan quân cảnh tư pháp tòa án quân sự nha trang nha quân pháp cục quân y bộ tổng tham mưu bộ quốc phòng giám sát diện chi tiết tôi khai trong tất cả các cơ quan ấy đều giống nhau trừ lời khai đầu tiên của tôi với quân cảnh tư pháp trong quân y diện nguyễn huệ vì tôi đã phản cung ngay sau khi nhân chết lời phản cung của tôi được pháp luật che chở vì đã khai trước họng súng hồ sơ gian mà tôi đã ký cho người em ruột của nhân ra hội đồng miễn dịch là điều tôi lo ngại nhất thì lại bị hỏi rất sơ sài. Có lẽ chính quyền khớp vì báo chí vẫn còn xuyên tạc rằng bác sĩ nhân chết vì chống tham nhũng. Điều mà tôi coi thường nhất là vụ em trai của hôn thê của Nhân thì lại bị khai gần 50 trang. Nhân ép y sĩ thiếu tá Trần KD, chủ tịch hội đồng quản dịch, cho em này được quản dịch 29 ngày tái khám, cốt trì quản quân dịch để em có thì giờ lên máy bay đi Pháp du học nhưng em bị chặn tại phi trường Tân Sơn Nhất vì nghe đồn có việc chia chát không đều tại Sài Gòn. Hồ sơ y khoa của em tại Nha Trang thuộc bang nội khoa. Tôi chỉ bị nhân ép buộc viết trong hồ sơ vài chi tiết về đáy mắt mà không được thấy bệnh nhân. Chỉ một câu hỏi bác sĩ nhận được bao nhiêu tiền để coi đáy mắt cho người sinh viên này? Mà tôi đã tốn cả mấy tuần lễ mới thoát khỏi nanh vuốt của pháp luật. Nghe nói vụ này là một trong những vụ mà anh Đê đã quẩn trí tự tử. Cuối năm 1971, trước khi từ giả Nha Trang về Sài Gòn, tôi tới nhà anh Đê thắp ba nén hương, tưởng niệm trước bàn thờ của anh. Tôi lại anh ba lại, chị Đê trả lễ tôi một lại. Chị Thùy Mị, trầm tĩnh nghiêm trang, rất xứng đôi với anh Đê. Về tội tòng phạm phản loạn và tòng phạm bắn gia súc tại nhà thiếu tá Mai, thì tôi phủi tay dễ dàng, Nhờ lời khai trung thực của ông Mai Của tướng quản tướng Cảnh Và đại tá Lý Bá Phẩm Tôi phải sống cô lập trong quân lao 10 tháng Để khai gần 1.000 trang đó Mỗi tháng chỉ được về thăm gia đình một ngày Bác sĩ B